Sách trời ghi rõ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, được thần Phật chia chở, cát tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng ngập két trong năm Giáp Thìn 2024 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý thính chủ tuổi Kỷ Mùi thân mến, trong cuộc sống này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió thì tương lai ắt sẽ gặt hái được thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng người tuổi này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý thính chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nữ mạng, biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận và sự nghiệp sẽ có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có khó ai sánh bằng, khiến cho quý bạn hạnh phúc sung sướng vô cùng. Vậy trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, những vận may mà bạn mệnh được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đốn lành, lánh dữ? Thì xin mời quý thính chủ tuổi Kỷ Mùi cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Kỷ Mùi hay còn được gọi là Thảo Giã Chi Dương, Dê Đồng Cỏ, nữ thuộc cung Chấn Mộc, Đông Tứ Mệnh. Năm sinh dương lịch từ 28 tháng 1 năm 1979 đến 15 tháng 2 năm 1980. Mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con dê, tướng tinh con rái cá, được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, mang trong mình mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời, tương sinh với mạng thổ, mộc, tương khắc với mệnh kim, thủy. Thiên thượng hỏa là quả cầu lửa khổng lồ, mặt trời, với năng lượng vô hạn, hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Vậy nên, phụ nữ tuổi này, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn, những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu có bạn, có người yêu quý tới đó, có đôi lúc sự nhiệt tình, tốt bụng của tuổi Kỷ Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Kỷ Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên, tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng, dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi nữ mạng sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Kỷ Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, thế nhưng đôi khi vì những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Kỷ Mùi, có thể sẽ làm khiến nhiều người không hài lòng. Tuổi Kỷ Mùi hợp với những người có tính tình thật thà, hiền lành như tuổi Hợi, tuổi Mão. Ngược lại, mối quan hệ của tuổi Mùi với những người tuổi Sửu, Tý, Dần, Tỵ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Khi giao tiếp với người tuổi Kỷ Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn tuổi Mùi bỏ đi,
Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Kỷ Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Kỷ Mùi nữ mạng, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Kỷ Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi là con người của gia đình, họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà, họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Kỷ Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi Kỷ Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh hồi trẻ. Khi có gia đình, họ là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, sự nghiệp vững chắc, gia đạo tốt đẹp. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Kỷ Mùi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp Giáp là tương sinh, lúc khó khăn có quý nhân đứng ra giúp đỡ, công việc làm ăn có thể mở mang thêm. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn bình hòa, công việc hay tiền bạc đều duy trì ở mức bình ổn, so với năm ngoái không hao tán là may. Gia đạo cũng hài hòa, đương số đó phải nhọc lòng vì những mâu thuẫn nội bộ gia đình. Xét về ngũ hành, Hỏa gặp Hỏa bình hòa, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu lộc được lộc, cầu tài đắc tài trong năm 2024. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành, nữ mạng Kỷ Mùi, sinh năm 1979, có một năm 2024 chủ về bình hòa, các phương diện không quá nhiều sóng gió, công việc làm ăn dần đi vào ổn định, cũng sẽ giúp cuộc sống của bạn bớt đi nhiều lo toan hơn trước. Nếu muốn mở mang hay đột phá hơn, tất nhiên sẽ phải bỏ nhiều công sức, nhưng thành quả thu về rất xứng đáng. Thứ hai, xem tử vi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là một hung tin rất mạnh, sao này thuộc hành thổ, chủ về hung dữ, ám muội, thị phi, buồn rầu. Với bản chất là một hung thần nên sao này gây ra những điều bất hạnh, tai ương. Trong dân gian vẫn lưu truyền bài thơ về sao Kế Đô như sau: Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không kỵ thì tai họa vương mang có ngày, phòng người làm vấp rủi nguy, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than thương phiền. Kế Đô là một trong những thất chính mang tính chất hung bạo, mang lại nhiều nỗi niềm lo lắng cho bản mệnh người bị sao chiếu, ánh sáng mặt trời bị che lấp. Khi hiện tượng nhật thực xảy ra, mang màu sắc u tối, chính vì vậy, những sao mang đại diện của hiện tượng này, người ta tin rằng sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Đối diện với những năng lượng xấu của sao chiếu mệnh, chủ hung hại, nếu biết cách, có thể chuyển nguy thành an, chuyển hư thành tài và giảm bớt nhiều tác động xấu của sao. Theo như ý tứ của bài thơ, thì năm bệnh gặp sao này trong năm, họ hàng thường có tang sự. Đối với phụ nữ gặp sao này, sự nghiệp gập ghềnh, gia đạo, tình cảm bất an, khổ vì con cái, ốm đau, khó dạy bảo. Thời điểm mà sao Kế Đô ảnh hưởng mạnh nhất, đó là tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch. Cách hóa giải hạn sao Kế Đô, đó là việc ăn ở ngay thẳng, hiền hòa, giúp đỡ bố thí cho những người khó khăn, cơ nhỡ. Đặc biệt khi đã làm ơn bố thí thì phải nhã nhặn, lịch sự, vô tư, chớ có kề công than phiền hay muốn được vinh danh tự hào, vậy mới hoàn hảo. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Kỷ Mùi theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là một hạn xấu ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạn này, nếu không cẩn thận,
sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạt xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ, gặp hạn thiên tinh, quý chị phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Trong năm mà đau ốm, không rõ nguồn cơn thì nên thành tâm cúng lễ thì nhanh khỏi. Tiểu kết: khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng cũng cần hết sức cẩn thận bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề sức khỏe cũng cần phải được quan tâm nhiều hơn, bản mệnh chớ vì làm việc quá sức mà thành ra lao lực, phải tốn thêm tiền thuốc, thuốc thang chạy chữa. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi nữ mạng. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được thời cơ làm mưa cho thiên hạ. Trong năm bản mệnh có nhiều công to việc lớn, phải làm ngay, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn, vất vả lúc khởi đầu, nhưng nếu kiên trì, quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có tác dụng tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh sự nghiệp tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp sức, sau được công thành danh toại. Trong năm này, bản mệnh cũng gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo, quan tâm đến trước, kẻo sau dễ bị lừa gạt về tình cảm. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Kỷ Mùi không phạm tam tai 2024, ít khó khăn mang tính khách quan tác động. Kim lâu năm 2024. Tuổi Kỷ Mùi phạm kim lâu thân, không thích hợp xây dựng nhà cửa hay cưới hỏi. Nếu vẫn tiến hành, e rằng sẽ hại bản thân cả về sức khỏe lẫn tiền bạc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Kỷ Mùi không phạm hoang ốc, làm nhà không bị phạm yếu tố này. Tiểu kết: tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng năm 2024 nhận định: năm Giáp Thìn không phải là năm thích hợp để bản mệnh tiến hành các công việc trọng đại như xây dựng nhà cửa, cưới hỏi. Tốt nhất bản mệnh nên tiến hành các việc nhỏ lẻ và đã quen thuộc với mình từ trước để đỡ vướng phải rắc rối. Với các quyết định lớn, bạn cần cân nhắc cẩn thận, chớ nghe theo lời rủ rê của người không thân thiết. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng. Về cơ bản, vận khí của nữ mạng tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm 2024 khá suôn sẻ. Tuy vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức nhất định, nhưng vấn đề không quá lớn, chỉ cần nỗ lực và kiên trì thì chắc chắn sớm đạt được thứ mình muốn. Về phương diện sự nghiệp, trong năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm hài hòa, sóng yên biển lặng, công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc, ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu, đó là lý do Kỷ Mùi nữ mạng chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao tiếp, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân, nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. May mắn có nóc chỉ cát tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2024, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng, thị phi. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió đấy nhé. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng, nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện được cuộc sống, tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc,
dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo. Những người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò mới của đối thủ cạnh tranh để giữ được lợi thế của mình. Bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng thủ phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xét toàn cục diện tử vi 2024 thì thấy rằng phương diện tình duyên hay gia đạo tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, trong năm 2024 khá tốt, ít sóng to gió lớn. Nữ mạng còn độc thân, tuy không quá vượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn. Đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này, hung tinh phá toái gieo rắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, đương số rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua. Về sức khỏe tuổi Kỷ Mùi năm 2024. Đa phần những người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2024, có điều đương số có hạn thiên tinh, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa. Hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Cách hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mạng Kỷ Mùi, sinh năm 1979. 1. Hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó, nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ biến mất. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột, dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ người khác là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng nạn ở miệng, ốm ở chân, muốn bình an, sống lâu thì cần ghi nhớ nạn ở miệng là gì. Cổ nhân thường dạy rằng bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Người có bệnh tốt hay xấu, chỉ cần mở miệng là có thể biết ngay. Con người có thể nói ra lời hay ý đẹp, nhưng cũng có thể làm người khác tổn thương, đau khổ. Đặc biệt, miệng còn là bộ phận để ăn uống, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mỗi người.
Theo lời dạy của cổ nhân, nạn ở miệng gồm những điều đáng chú ý dưới đây. Không ăn sáng. Người xưa thường truyền nhau câu nói rằng, hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn mày. Thế nhưng hiện tại, nhiều người lại đang làm theo chiều ngược lại. Họ ăn sáng qua quýt, thậm chí bỏ luôn bữa ăn sáng, đối phó với bữa trưa, đến tối lại chè chén no say đủ các món. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây sức khỏe suy giảm, bệnh tật tìm đến. Khoa học đã chứng minh, bỏ bữa sáng khiến con người trở nên thiếu tập trung, bộ não bị đình trệ, chưa kể. Điều này còn ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dạ dày và bài tiết mật, từ đó gây ra tình trạng viêm dạ dày, sỏi mật và các bệnh tiêu hóa khác. Một nghiên cứu của Đại học Erlangen ở Đức khẳng định rằng những người không coi trọng bữa sáng có tuổi thọ trung bình ngắn hơn 2,5 năm so với những người có thói quen ăn sáng đều đặn. Ăn nhanh. Thời buổi kinh tế xã hội phát triển, áp lực công việc và cuộc sống ngày càng tăng lên, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bận rộn. Để tiết kiệm thời gian, họ cố gắng ăn nhanh hết mức có thể, tuy nhiên, việc làm này lại không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn quá nhanh chưa kịp nhai nuốt được thức ăn vào bụng sẽ khiến niêm mạc đường tiêu hóa tổn thương, từ đó gây ra tình trạng viêm mãn tính. Đặc biệt, việc ăn nhanh còn khiến khối lượng thức ăn bị vón cục, dễ bị thực quản, kích thích cơ học mạnh về lâu về dài sẽ dẫn tới tình trạng ung thư. Uống ít nước. 70% cơ thể con người là nước và 90% các thành phần trong máu người có nguồn gốc từ nước. Do đó, ở một mức độ nhất định thì thể tích nước quyết định chất lượng máu quyết định thể lực. Để tăng cường sức khỏe, cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nên uống các loại nước có lợi cho cơ thể như nước lọc, nước ép hoa quả. Việc dùng đồ uống giải khát thay nước càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là những đồ uống có đường, càng uống nhiều, nguy cơ tử vong, mắc bệnh tật càng cao. Hút thuốc, nghiện rượu. Chắc hẳn ai cũng biết, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh từ ung thư, điển hình như ung thư vòng họng, ung thư miệng và ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh việc hút thuốc lá, thì uống rượu cũng rất nguy hiểm, uống càng lâu, càng nhiều rượu thì càng có hại cho cơ thể, gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thống kê cho thấy, mỗi năm trên thế giới có tới 3,3 triệu người chết vì lạm dụng rượu. Vì thế, có thể nói uống rượu và hút thuốc là điều không tốt cho sức khỏe. Để bảo vệ bản thân, những ai có thói quen uống rượu và hút thuốc nên bỏ sớm càng tốt, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Tu khẩu. Bên cạnh những thói quen ăn uống thì nạn ở miệng còn ý chỉ nên ăn nói thế nào cho phải, tránh phiền phức. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng ngày nay, vẫn có những người đạo đức thấp, nói năng thiếu suy nghĩ, thích làm tổn thương người khác bằng những lời nói lạnh lẽo, soi mói. Có những người nói suông, hứa hẹn rồi quên mất, thói quen này lâu dần sẽ dẫn đến tai họa. Để cuộc sống êm đềm, tốt đẹp, hãy biết cách tu cái miệng của mình, học cách giữ im lặng đúng lúc, tu ý, tu lời, tu thân, được cũng là một cảnh giới trong tu dưỡng đạo đức. Ốm ở chân là gì? Nhiều người lấy cớ công việc bận rộn, thời gian hạn hẹp để trốn tránh việc tập luyện thể thao. Tuy nhiên, có một phương pháp tập luyện thể dục đơn giản, không tốn kém, không rắc rối mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đó là đi bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, đi bộ rất tốt cho cơ thể, việc này giúp kích hoạt các hệ xương cơ, dây chằng, khớp cùng với nhiều cơ quan khác của cơ thể. Đi bộ giúp tăng cường cơ bắp, kéo giãn cơ, xương và giúp xương dẻo dai, linh hoạt hơn. Các chuyên gia y khoa cũng khuyến cáo, người bình thường nên đi khoảng 4.000 bước trên một ngày. Tùy người sẽ có những phạm vi, giới hạn khác nhau. Không nên tự tập quá sức, kẻo vô tình gây áp lực lên cơ thể. Câu nói của cố nhân, nghe thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng mấy ai trong đời có thể quản việc và mở chân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.